Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này thì mình quay về cái quy trình kỹ thuật đổ trụ tiêu tại vườn, chung là tại rẫy luôn. Thì với cái kỹ thuật đổ này thì bà con rất là lợi về cái thứ nhất là không có tốn công vận chuyển nè, không có tốn nhân công di chuyển, hoặc là khi mà di chuyển thì làm trụ nó bôi thì nó gãy, nếu yếu quá là gãy, thì đúc tại rẫy rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất, chúng ta đỡ được cái phần nhân công là di chuyển từ nhà sang rẫy, còn cái đây á đúc tại này chúng ta có thể dựng luôn trực tiếp tại rẫy luôn, chúng ta xuồng nước tới đâu chúng ta dựng tới đó. Đồng thời cái việc mà đúc bên này á thì nó rất nhanh cho bà con, là có nghĩa là cái vị trí chúng ta rải đều được ở trên vườn, trên rẫy của chúng ta. Thì clip này bà con cứ xem. Thì về kỹ thuật đổ trụ á, thì thứ nhất á là trung bình một trụ tiêu thì đổ tầm 4 mét, thì gồm có đá 1-2, cát, xi măng và các cái dụng cụ khác như là cuốc, xẻng, xe rùa, rồi những cái khuôn đúc tiêu. Thì đối với nền đất chúng ta thì chúng ta rất là tiện cái chỗ là xong rồi dựng lên nó không có bị dính như là xi măng, không còn phải bấy. Thì khâu quan trọng nhất là khâu trộn hồ, mà con chú ý khi muốn trộn hồ chúng ta trộn cho đất là đều, không quá già, không quá non. Thì ở rẫy thì tùy vào điều kiện, nếu điều kiện có điện đài đầy đủ á, kiểm tra trộn hồ bằng điện hết thì nó đều, còn không có thì chúng ta trộn bằng tay thì nó hơi vất vả. Thì với clip này thì bên rẫy của mình á thì điện đài ba pha thì nó cũng đầy đủ hết rồi. Thì một khâu kỹ thuật mà để đúc trụ tiêu á thì gồm khoảng cỡ 4 người đầy đủ rồi, thì hai người trộn hồ, một người lắp trụ tráng trụ cho đều, còn lại một người đổ hồ di chuyển, nói chung thay phiên nhau. Thì công tác mà đổ trụ thì nó cũng đơn giản. Thì bà con qua clip này bà con cứ xem hết clip về cái quy trình mà nông dân chúng ta đổ một cái trụ tiêu nó như thế nào, nó khổ và khó khăn như thế nào. Thì clip này quay cho những bà con mà đã biết và chưa biết về quy trình đổ trụ như thế nào thì coi và theo dõi. Ở Buôn Hồ Đắk Lắk thì hiện tại diện tích mà trồng tiêu bây giờ chiếm tới 70% là tiêu, cà phê hầu như là bà con nông dân đã phá hẳn hết. Qua cái mô hình trồng tiêu thì bà con lúc mới trồng thì bà con còn sẽ kết hợp trồng chanh dây. Thì cái mục đích của cái việc đổ trụ này thì thời gian nữa thì bà con nông dân cứ xem, mình sẽ kết hợp trồng chanh dây trong cái vườn này. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi các clip trên kênh của mình.